Khi chụp hình chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất như sau. Các bạn chọn chế độ bắt điểm 3.0, chuột phải vào. Chọn chế độ bắt điểm Vertex và chúng ta đóng lại. Chúng ta sẽ dùng kiểu vẽ như sau, dùng các khối bóc để vẽ và dựa vào cao độ của các mặt bằng mặt đứng để vẽ luôn. Các bạn chọn khối bóc. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ thành phần đế trước, tức là vai móng. Các bạn kéo chọn từ vùng này. Nếu với Body Mark 2014 thì điều này hoàn toàn dễ dàng để các bạn chọn và vừa kéo vừa di chuyển, nhấn chặt chuột trái. Các bạn nhấn chặt bánh xe ở giữa, đẩy. Nhấn chặt bánh xe và nhấn chặt chuột trái, đẩy. Tôi chọn đến vai móng là vị trí này. Sau đó tôi kéo xuống, âm xuống dưới, âm bằng vị trí này. Là tôi đã vẽ xong cái vai móng. Tôi thấy cái màu ở đây nó có vẻ hơi đậm. Các bạn bấm Layer và chọn cái color màu khác, nhạt đi. Tôi quen đến màu xám rồi, tôi sẽ chọn màu xám, ok. Tôi đóng bảng layer lại. Nếu bạn làm thao tác này rồi mà đối tượng của bạn vẫn không đổi màu thì chúng ta vào tiếp Customize Reference và các bạn chọn vào cái dấu Default by Layer và ok đóng lại. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau dựng tường. Ở đây chúng ta dựng mảng tường bên này trước với tiêu chí dựng từ xa tới gần để các đối tượng chúng ta không che nhau. Tôi xoay và vẽ từ đây qua đây một bóc. Các bạn kéo lên. Chúng ta sẽ đẩy bằng vị trí góc này. Bởi vì cái cao độ ở đây là một cái dầm chạy ở trên tường nhằm mục đích cố định tường và chịu lực cho cái mái. Vị trí thứ hai. Chúng ta kéo bằng cái mép dưới này. Đây là cái bệ cửa sổ. Và tôi tiếp tục vị trí ngoài này. Các bạn bắt điểm thật chính xác. Ở trên này chúng ta có thể xoay qua đây để vẽ cho dễ. Ở đây chúng ta có một cái thanh ngang này để chúng ta cố định cửa sổ. Và trên này là một cái ô thoáng. Chúng ta vẽ như sau. Các bạn vẫn chọn khối bóc, vẽ từ trên này. Kéo xuống bằng mép dưới của cái này. Các bạn chuột phải. Convert qua Edit Table Poly. Nhấn số 1. Kéo chọn các vị trí định này. Các bạn nhấn chặt trục Z và kéo xuống. Khi các bạn kéo xuống mà nó không chạy theo một trục, các bạn nhấn phím Alt Plus D lên để khóa trục này lại. Và bắt bằng vị trí bên trên này là chúng ta được cái đối tượng từ đây giống qua bằng nhau luôn. Tiếp tục tôi dùng khối bóc vẽ ô thoáng bên trên và kéo bằng vị trí trên này. Vậy là chúng ta đã ok vẽ được cái khối cửa sổ rất nhanh. Tôi thấy bóng đổ rất là vướng víu, tôi chọn tap được. Sau đó tôi sẽ hoàn thiện cái tường dài này. Đẩy lên và kéo bằng vị trí này. Các bạn có thể vừa đẩy lên và vừa nhấn chặt cái bánh xe để chúng ta tạo thành hình bàn tay để chúng ta di chuyển. Đây là một cái điểm tân tiến rất tiện lợi ở Body Mark 2014. Tôi hoàn thiện tường bên này. Đầu tiên tôi sẽ hoàn thiện góc này. Chúng ta kéo từ góc này qua đây. Đây là một cái cửa mạch. Tương tự bên kia chúng ta làm điều này. Mép dưới các bạn. Chuột phải convert qua Edit Table Poly. Nhấn phím số 1. Kéo chọn các đỉnh bên trên. Cầm trục Z kéo xuống. Các bạn có thể nhấn phím F4 lên để hiện lưới nhìn nó dễ. Vậy là chúng ta đã xong 3 khối tường. Bây giờ chúng ta cùng nhau hoàn thiện khối tường đằng trước. Bệ cửa sổ này tất nhiên sẽ bằng bệ cửa sổ bên này. Và khối tường bên này cũng tương tự. Tôi bắt điểm bằng mép dưới. Nếu không thấy các bạn có thể xoay qua phía bên này. Bắt chính xác. Trong trường hợp này, tôi thấy rằng đối tượng của ta đã bị dịch vị, tức là cái mặt đứng này đã bị xê dịch trong quá trình chúng ta di chuyển. Chúng ta cùng nhau di chuyển lại. Mép này chính là mép tường. Tôi dùng lệnh di chuyển. Khóa lại và kéo đối tượng này qua mép ngoài này. Nếu hôm qua các bạn nhấn tổ hợp phím Alt D, thì đây mới chính xác là vị trí cửa sổ của chúng ta. Chúng ta tiếp tục hoàn thiện các đối tượng cửa còn lại.
Chúng ta quên chưa làm cái thanh bên dưới, nhấn số 1 và chúng ta hoàn thiện lại. Alt lăn D. Bây giờ các bạn nhấn Ctrl chọn thêm đối tượng này, các bạn nhấn phím Space khóa, bấm vào cái đỉnh này, giữ Shift kéo, kéo ra rồi, nhưng nó chưa đúng theo phương vị, các bạn bỏ phím Shift ra, nhấn Alt D, rồi bỏ tay ra, nhấn Extend, OK. Bên này chúng ta cũng làm điều tương tự, các bạn khóa lại, giữ Shift kéo từ đây qua đây, nhưng mà chúng ta chọn dạng Copy, các bạn nhóm hai nhóm này lại, OK. Chúng ta qua Modify, thả Modify List, nhấn phím E, chọn Edit Poly, nhấn số 1. Chúng ta kéo cả hai đỉnh trên này, cầm đầu trục, kéo giống với đỉnh này. Nếu mà nó bị trường hợp này, nhấn phím Alt Plus D lại, để nó khóa lại cái trục. Tiếp theo chúng ta dựng tường bên này. Các đối tượng còn lại như mái, bậc thềm và các cái chậu hoa chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện ở video tiếp theo.